Ok nhá, hôm nay mình tiếp tục là một video nữa. Hôm nay mình thử thách tay không để bắt cá. Bây giờ không biết dưới kia có cá hay không nhá. Thì tí nữa chúng ta sẽ biết nhá. Rồi chúng ta đi nhá. Tất nhiên là mình cởi hết áo đã. Mình nghi ngờ dưới này có cá, cái kia nó có cái kia. Mình nghi ngờ có cá thôi nhưng mà chưa chắc. Giờ mình để quần áo đấy nhá. Rồi, chúng ta đi nào. Rồi chúng ta đi nha. Ôi ôi lạnh quá. Và nước này. Đây, chúng ta sẽ đi ở chỗ kia. Mình nghi ngờ chỗ kia là có cá nhá. Đó. Bắt cá nhá. Bây giờ không có gì trong người hết, không có câu, không có lưới gì hết. Mình thử thách đi bắt cá. Để xem nhá. Hình như đã bắt được một con cá rồi mọi người ơi. Để mình sang bên kia xem thế nào. Mọi người cùng xem nha. Coi thân hồng. Có cá nha. Còn nhiều lắm mọi người ơi, còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Chết nhá. Đó. Quay cả. Còn nhá. Còn nhá. Anh nhá. Còn nhá. Anh ơi nhá. Đây. Thank you.
Đây nhá. Đây nè. Đó nha. Đây. Tiếp tục nhá. Ôi cậu ơi, cậu thích đấy hả? Con cá mọi người ơi, nó dính trong cái đá, trong cái hang đá mọi người này. Hết rồi. Cái tay này sưng hết luôn. Cái cạp nó như đá mọi người ơi. Cá nha, đợi cá nha. Đóng cá dưới nước luôn, quá tuyệt vời luôn. Đấy, cá lại nha. Có nha, con cá này nha, con á. Đây. Đây nha. Xem toàn không nào. Đây con mọi người ơi, con á. Đủ, nó chết tiêu thất rồi. Cái bài hắn ép hả. Khó lái quá, khó dữ dính. Quá tuyệt vời luôn. Đấy nha. Vẫn còn.
ăn thì một bình hạt. Ai bà quay em bà ra tay không? Hôm nay được may mắn mọi người ơi, tay không bắt cá được luôn. Dám thách thức bản thân mình luôn á. Đồ này còn cái bị dính những cái đá người ơi. Tay mình đây này, do đá nó chặt quá mình không lấy ra được. Đây nha. Ây da, đau rồi. Mình lấy cái cây đã dính dưới đá mọi người ơi. Ôi chết, nó chạy luôn thế này. Rồi tiếp tục nha. Tuyệt vời luôn. Để mình xem lại chỗ kia nha. Đủ cật rồi, có tập cật rồi á. Má tập nữa rồi. Bị cật rồi mọi người ơi, vẫn còn nhưng mà bị cật rồi. Có lại chỗ này nha, có lại chỗ này nha. Con mình con vẫn còn. Ui trời, tật rồi mọi người ơi, bị tật rồi. Còn lại coi nào, coi lại chỗ này coi nào. Đấy nha, cá mình tụi vừa mọi người nha. Đấy nha, đấy một con đấy nha, đây cái tiếp rồi đấy nha. Biết ngay mà mình nghi ngờ có cá là có cá thiệt. Quá tuyệt vời luôn, mình không nghĩ là mình bắt được cái này cá tay không luôn mọi người ơi, quá là tuyệt vời luôn. Đấy này, thật bóng cá luôn. Nè nha. Mình lại ra mọi người ơi. Đây là thành quả mình nha, thành quả nha. Mình không ngờ là mình bắt được con cá luôn á. Không ngờ luôn. Bây giờ mình để làm sao để có để cá này nó chết. Đây kìa. Mình không thể nào tưởng tượng nổi luôn, là không ngờ là mình bắt được cá bằng tay không mọi người ơi. Quá tuyệt vời luôn, không thể nào ngờ luôn á. Giờ mình rất là lạnh mọi người ơi, lạnh, mình lạnh rất là lâu luôn.
thì có cái hàng như này mọi người nha. Rồi mình đưa cái tay mình sưng hết luôn này. Đúng là may mắn thật. Sao lại một cái này nha. Đấy. Giờ lạnh quá mọi người ơi. Ghê quá. Nha. Đau quá. Ủa là bị cá rứt cái rồi. Mất tóc vậy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quay lại chỗ kia nha mọi người. Bây giờ quay lại á, nghi ngờ là nó cá nó. Bây giờ nó quay lại chỗ kia. Trước khi mình quay lại là mình lấy cái đá ném xung quanh như này. Cá nó hoảng sợ á, hoảng sợ rồi bắt đầu nó nấp vào trong cái hang. Rồi lúc đó mình thò tay vô là bắt là được như này này. Bây giờ mình tiếp tục nha. Mình để cá ở đây. Giờ mình đi lùa là mình đi lùa nó vô hang là mình bắt được. Không thấy cá nữa mọi người ơi. Bây giờ nó chạy hết rồi sao á.
cảm ơn người nha. Mình xin kết thúc video nha. Bây giờ mình lạnh quá rồi, mình về nhà thôi. Bye bye nha. Bye bye.